kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng nghe phần tin. Chiều ngày 10 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức phiên họp thứ 61 để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất. Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì phiên họp. Đặt vấn đề phiên họp, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4 là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, các nội dung cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết, đảm bảo chất lượng, kịp thời. Do đó, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, góp ý chất lượng cụ thể vào các nội dung dự kiến trình kỳ họp. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cũng lưu ý, cùng với chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp, yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, bởi hiện nay dịch đang diễn biến hết sức phức tạp ở một số tỉnh, thành phố trong nước. Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận về kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân huyện khóa 4. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong ngày 30 tháng 6 năm 2021. Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ xem xét báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến hành bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và quyết định cơ cấu, số lượng thành viên các ban của Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện và bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Tiến Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện sớm hoàn thiện các nội dung báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết phục vụ kỳ họp theo quy định. Chuẩn bị các tờ trình dự thảo nghị quyết về bầu cử các chức danh Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, làm việc của người dân. Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Sở Giao thông Vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, xe taxi đi đến địa bàn huyện Nậm Pồ. Thời gian thực hiện kể từ 12:00 ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về vận tải khách, chở đúng số người cho phép, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy định 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế. Thời gian qua, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, huyện Mường Ảng đã triển khai đồng bộ các giải pháp về thực hiện tiêu chí môi trường nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Xác định tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện, nên ngay khi bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mường Ảng đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chỉ đạo các đơn vị cơ sở ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm, nghĩa vụ của các tổ chức, hộ gia đình trong việc thực hiện bảo vệ môi trường. Đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để xét công nhận gia đình văn hóa, các bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa. Đến nay, tình trạng nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn tại các hộ dân đã giảm đáng kể. Đường làng, ngõ xóm được dọn dẹp sạch sẽ, chất thải, nước thải tại các hộ gia đình và cơ sở sản xuất cơ bản được thu gom đảm bảo vệ sinh. Với vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Mường Ảng đã tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, tập hợp sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chung sức tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, từ đó giúp người dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý kịp thời hàng chục vụ việc tố giác của nhân dân liên quan đến an ninh trật tự trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Đến nay, 100% trong tổng số trên 10.000 hộ gia đình toàn huyện đã ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự năm 2021. Hiện nay, tình hình các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đã được kiềm chế. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp như lợi dụng quyền tự do về tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền trái pháp luật, xuất cảnh trái phép, trộm cắp tài sản, lừa đảo, đánh bạc, cố ý gây thương tích. Trong đó, nổi cộm là tội phạm về ma túy. Công an huyện Mường Ảng đã tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mường Ảng có gần 14.000 ha rừng. Nhằm tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm Lâm huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cán bộ xuống cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền,
phổ biến luật quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng kiểm lâm tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn, thời gian qua, hạt kiểm lâm huyện đã thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ và phát triển rừng, như thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền cho người dân về luật bảo vệ và phát triển rừng, phổ biến cho người dân các chính sách hỗ trợ của nhà nước và lợi ích từ việc trồng và bảo vệ rừng, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc giao đất giao rừng cho nhân dân quản lý bảo vệ, thành lập và kiện toàn các ban bảo vệ rừng cấp huyện, cấp xã, các tổ đội quản lý bảo vệ rừng ở các bản tổ dân phố, chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng các quy ước, hương ước bảo vệ rừng tại cộng đồng dân cư. Để phòng chống mưa lũ đạt hiệu quả, năm nay huyện đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phương án cụ thể nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Mùa mưa năm 2020, trên địa bàn huyện đã xảy ra nhiều đợt mưa kéo dài kèm theo dông sét đã làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, lúa, hoa màu và nhà cửa của người dân. Năm 2021, mặc dù mới bước vào đầu mùa mưa, nhưng huyện cũng đã gánh chịu nhiều thiệt hại. Để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các xã, thị trấn, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, có các phương án bảo vệ các vùng xung yếu, nguy cơ xảy ra sạt lở đất cao, nhất là việc nhận định, dự báo diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu, mưa lũ có biện pháp ứng phó kịp thời. Chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chủ động cập nhật các bản tin cảnh báo sớm và tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo ứng phó với thiên tai, có phương án kế hoạch phân công theo dõi trực thường xuyên 24/24 tại các địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo, dự báo và theo dõi về tình hình thời tiết, khí hậu để nhân dân chủ động phòng chống nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Nhiều năm nay, phong trào đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp được huyện đoàn Mường Ảng chú trọng triển khai sâu rộng, giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng. Với sức trẻ, cùng khao khát lập thân, lập nghiệp, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện mạnh dạn thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các cơ sở đoàn, khối trường học đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức được nhiều buổi tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp và lập nghiệp cho trên 1.400 đoàn viên tham gia. Các cơ sở đoàn, khối nông thôn tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, duy trì có hiệu quả 51 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng. Với trên 1.200 hộ gia đình đoàn viên thanh niên được tiếp cận vay vốn để sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Thông qua hoạt động vay vốn ủy thác với chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, thời gian qua, xã Ảng Cang có 450 gia đình hội viên nông dân được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, chăn nuôi, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập. Thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tín dụng chính sách xã hội, thời gian qua đã có 450 lượt hội viên nông dân, trong đó phần lớn là các hội viên nghèo, cận nghèo, hộ thiếu vốn kinh doanh, làm dịch vụ tại xã Ảng Cang được vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ gần 18 tỷ đồng. Kênh vay vốn tín dụng thông qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, xã đã thực sự là điểm tựa vững chắc để nhiều hộ gia đình trên địa bàn mở rộng hoạt động sản xuất, chăn nuôi và làm dịch vụ. Giải quyết được những khó khăn về vốn, nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, lựa chọn các loại cây con giống có lợi nhuận kinh tế cao vào thực tiễn. Cũng chính vì thế, mô hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch, huyện Mường Ảng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tránh tâm lý lơ là, chủ quan của người dân. Ngay sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh từ cuối tháng 4 vừa qua, xã Mường Lạn đã chủ động kích hoạt và duy trì tổ COVID cộng đồng. Nhiệm vụ của các tổ là tuyên truyền nhân dân không ra khỏi địa bàn khi không có việc cần thiết, kịp thời phát hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân xã những trường hợp đi từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với những người mắc COVID-19 để áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. Tất cả người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Anh Lò Văn Khuyên, trưởng bản Hồ Ná, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng chia sẻ. Dịch bệnh lây lan trong nước thì chúng tôi cũng đã tiến hành tuyên truyền cho bà con nhân dân cùng nắm rõ 5K và cũng tuyên truyền trên đài, trên loa để cho bà con nắm được. Và cũng đã thành lập một đội tự quản là 5 người. Thì 5 người đấy thì chúng tôi cũng đã thường xuyên đi tuyên truyền đến tận nhà từng hộ và gặp dân ở đâu đó thì chúng tôi luôn luôn tuyên truyền cho tốt. Ông Trần Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng cho biết. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của xã Mường Lạn đã tổ chức triển khai thực hiện rất là nghiêm túc, đặc biệt là tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện công tác phòng chống dịch như là khẩu trang, khử khuẩn,
khoảng cách, khai báo y tế. Thế rồi ban chỉ đạo Covid của xã thì đã thành lập các tổ an ninh tự quản của 9 trên 9 bản. Tổ an ninh tự quản đã phát huy được cái vai trò trách nhiệm là tiến hành rà soát các công dân dân đi làm ăn xa về. Thế rồi là giám sát chặt chẽ công dân, các cái trường hợp mà phải cách ly ở tại nhà. Thế rồi là đôn đốc việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 như là ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang. Ngoài ra thì xã cũng đã chỉ đạo thành lập tổ phản ứng nhanh. Tổ phản ứng nhanh này là tăng cường đi xuống các bản để tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống Covid. Thế rồi là kiên quyết xử lý những cái trường hợp mà không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Thế rồi là các cơ sở kinh doanh mà không đảm bảo về các cái điều kiện phòng chống dịch Covid-19 thì tổ phản ứng nhanh này cũng sẽ kiên quyết là xử lý. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Mường Ảng đã quyết định cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ cần thiết. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Theo ghi nhận tại một số quán ăn sáng, quán cà phê trên địa bàn huyện thì các quán đã thực hiện đúng quy định việc phòng chống dịch. Nhiều quán ăn đã sắp xếp khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người, 2 mét giữa bàn với bàn và không phục vụ quá 20 người trở lên cùng lúc. Chủ quán, nhân viên đeo khẩu trang trong quá trình phục vụ. Bà Phạm Thị Hoa, chủ quán ăn sáng tại chợ trung tâm huyện Mường Ảng cho biết. Quán nhà tôi thì từ hôm nghỉ đến giờ là mở lại là được 3 ngày rồi. Từ hôm mở đến giờ khách vào ăn thì tôi cũng nhắc nhở là khách là ngồi cách thưa ra. Và có nước sát khuẩn ở đấy thì mọi người sát khuẩn trước vào ăn. Và người dân bây giờ của người ta cũng có ý thức, người ta cũng ngồi cách thưa ra. Chứ người ta cũng tự giác, chứ không mình cũng nhắc nhở họ ít thôi nhưng người ta cũng biết cả. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở tất cả các xã thị trấn, các tổ tự quản tại 118 trên 118 bản tổ dân phố, khu cách ly tập trung, đội phản ứng nhanh, tổ điều tra, giám sát cộng đồng đều duy trì và hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thành lập các điểm chốt chặn, hệ thống nhóm Zalo kết nối giữa các ban chỉ đạo, tổ, đội và các bản tổ dân phố nhằm kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin phản ánh công tác phòng chống dịch. Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch được phân công thường xuyên xuống địa bàn các xã thị trấn, bản tổ dân phố để kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng cho biết: Để đảm bảo cái an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của nhân dân ấy, thì Ban chỉ đạo phòng chống Covid của huyện thì nó vẫn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đặc biệt là công tác tuyên truyền để mọi người dân là tránh cái tình trạng lơ là chủ quan. Cái thứ hai là Ban chỉ đạo huyện cũng đã chỉ đạo các xã là thành lập các tổ kiểm tra, vẫn tiếp tục tăng cường kiểm tra cái việc mà chấp hành nghiêm theo cái chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Thứ ba nữa là chỉ đạo tổ tự quản cũng như là Ban chỉ đạo các xã rà soát, xác định những người đi lao động ở các tỉnh phía dưới xuôi, đặc biệt là cái vùng tâm dịch mà sau khi mà dưới tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cũng như là một số tỉnh khác mà bỏ cái phong tỏa theo chỉ thị 16 thì sẽ chắc chắn là sẽ quay về địa phương. Và đây cũng là cái mầm nguy cơ phát triển mầm bệnh rất là cao. Thì huyện đã chỉ đạo các xã và đặc biệt các tổ tự quản sẽ nắm bắt từng ngày từng giờ. Và khi các công dân trở về địa phương thì nếu thuộc diện cách ly tập trung thì sẽ kịp thời chỉ đạo là lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung ngay. Còn đối với những trường hợp mà phải cách ly tại nhà thì cũng chỉ đạo là cương quyết là các xã phải cử lực lượng theo dõi để mà giám sát cái việc cách ly tại nhà và hạn chế đến mức tối đa cái việc mà nếu có dịch bệnh trên địa bàn thì cũng không lây lan ra diện rộng. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, việc chủ động các giải pháp, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia phòng chống dịch sẽ giúp Mường Ảng vững vàng ứng phó, bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài viết Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng đang tập trung ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được diễn ra thành công với kết quả cao nhất. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng đã xây dựng kế hoạch, sắp xếp giáo viên giảng dạy, chi tiết ôn tập, phân công thời khóa biểu giảng dạy tại trường sao cho phù hợp với điều kiện thực tế, khối lượng kiến thức cũng như khả năng nhận thức của học sinh. Cùng với việc tổ chức ôn tập, nhà trường cũng tập trung định hướng tư vấn cho các em trong việc lựa chọn đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng phù hợp với năng lực bản thân.
Cô giáo Phan Thị Xuân, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng chia sẻ. Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng đã thực hiện ôn thi tốt nghiệp ở giai đoạn thứ 3 rồi ạ. Thì ở giai đoạn 3 này thì chúng tôi đã thực hiện được cơ bản là khoảng được nửa cái chương trình của giai đoạn 3. Thế còn về cái nội dung ôn ấy, thì thời điểm hiện tại thì đa số các bộ môn đều ôn lại cái kiến thức cho các em hết cái chương trình của lớp 12 rồi. Một số bộ môn khác thì cũng ôn lại cái kiến thức ở chương trình của các lớp 10, 11. Đối với giáo viên ôn thì cũng chủ động những cái kiến thức mà các em có thể liên quan đến những lớp trước thì cũng giảng dạy thêm. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 theo quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác phòng chống dịch được đảm bảo cả trong quá trình học tập, cả trên lớp và trong sinh hoạt nội trú của học sinh. Mặc dù phải tiến hành giãn cách học sinh trong quá trình ôn luyện, mỗi lớp không quá 20 học sinh. Tuy nhiên, các thầy cô giáo nhà trường đã cố gắng vượt qua khó khăn, hướng dẫn, định hướng và truyền thụ kiến thức của học sinh đảm bảo các yêu cầu đề ra. Thầy giáo Trần Đức Thắng, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng cho biết. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh thì nhà trường cũng có biện pháp triển khai các biện pháp phòng chống dịch tới toàn thể các em học sinh. Thứ nhất đó là về công tác nội trú thì giữ gìn phòng ở, vệ sinh sạch sẽ và thực hiện các cái công tác khẩu trang, khử khuẩn 5K. Hiện tại thì lớp học đang là 35 em nhưng mà nhà trường đã thực hiện là giãn cách chia đôi lớp học ra thành mỗi một lớp đảm bảo không quá 20 học sinh trên một phòng học. Đến thời điểm này, công tác ôn tập của nhà trường đã đạt 80% tiến độ đề ra. Nhà trường đang bước vào giai đoạn 3 tổng ôn tập. Để đảm bảo kiến thức cho học sinh, từ nay đến hết tháng 6 năm 2021, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên định hướng cho học sinh tìm hiểu về các dạng đề để các em luyện tập, tách học sinh có học lực yếu, có nguy cơ chưa tốt nghiệp để tổ chức phụ đạo thêm. Thầy giáo Cà Văn Minh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng cho biết. Là trong cái tình hình diễn biến phức tạp vì dịch bệnh như này, trong việc ôn tập của nhà trường cũng phải thực hiện hết sức là linh hoạt, vừa tập trung ôn tập đảm bảo kiến thức cho học sinh để tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp, đồng thời cũng tập trung vào việc phòng chống dịch bệnh. Cho đến thời điểm này, nhà trường đã ôn thi đến giai đoạn thứ 3 và về cơ bản các em cũng đã nắm về cơ bản kiến thức và cũng chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp tới. Đến thời điểm này, với nỗ lực khắc phục khó khăn, thầy cô giáo và hơn 90 học sinh lớp 12 của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Mường Ảng đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút, phấn đấu thực hiện kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của người dân, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Mường Ảng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, chức năng đã phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị chịu trách nhiệm tác động làm chuyển biến nhận thức và nâng cao ý thức của các thành viên liên quan để có hành động thiết thực bảo vệ môi trường, đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Cấp ủy chính quyền huyện thường xuyên phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, ra quân làm sạch môi trường, trồng cây, hoa, tạo cảnh quan môi trường. Nhất là trong các đợt cao điểm về bảo vệ môi trường như tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Mường Ảng cho biết. Chúng tôi có tuyên truyền tới bà con nhân dân là đối với môi trường, đó cũng chính là cuộc sống của mỗi con người chúng ta. Chính vì vậy mà mỗi cá nhân chúng ta cần phải nâng cao cái ý thức về bảo vệ môi trường, phát triển rừng. Trên địa bàn huyện thì cũng rất là ủng hộ cái phong trào trồng rừng phòng hộ và trồng rừng sản xuất theo cái chủ trương của huyện đã đề ra. Từ đầu năm tới nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng phát động hai đợt trồng cây phong trào, đó là vào dịp Tết trồng cây và nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2021, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kinh phí cho hoạt động trồng cây được thực hiện từ nguồn xã hội hóa do huyện phát động. Việc trồng cây và bảo vệ cây xanh là trách nhiệm không của riêng ai, không có trường hợp ngoại lệ. Vì thế, mỗi đợt phát động, cán bộ, công nhân viên chức cùng ra quân trồng cây với nhân dân.
Toàn bộ số cây sau khi trồng được giao cho các phòng ban chuyên môn, khối đoàn thể trên địa bàn huyện bảo vệ, chăm sóc. Cây nào hỏng thì đơn vị tổ chức được giao chăm sóc phải trồng thay thế. Những kết quả đã đạt được ở Mường Ảng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho thấy. Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, đoàn thể, thì vai trò của mỗi người dân cũng là nhân tố hết sức quan trọng, góp phần tạo nên diện mạo mới cho các miền quê nơi đây. Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mường Ảng lan tỏa công trình thắp sáng đường quê. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào thắp sáng đường quê tại huyện Mường Ảng đã có sự lan tỏa sâu rộng, không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ. Khi mặt trời xuống núi cũng là lúc ánh điện bừng sáng trên các tuyến đường của xã Búng Lao. Đây là công trình thắp sáng đường quê mang ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ xã Búng Lao. Từ công trình ban đầu triển khai vào tháng 7 năm 2021, trên trục đường quốc lộ 279 đến trụ sở xã dài 740m với 21 cột và bóng đèn năng lượng mặt trời. Đến nay, công trình đã triển khai nhân rộng đến 15 trên 15 bản trên địa bàn xã. Nguồn kinh phí để xây dựng hoàn toàn được huy động từ nguồn xã hội hóa, từ doanh nghiệp và cán bộ, công chức, nhân dân và ngày công của đoàn viên thanh niên. Anh Lò Văn Ngưng, bí thư đoàn xã Búng Lao, huyện Mường Ảng cho biết. Vâng, sau khi được tiếp thu từ huyện đoàn Mường Ảng về chủ trương của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì mỗi tổ chức đoàn mỗi năm thực hiện 0,5 km thắp sáng đường quê. Thì sau khi tiếp thu từ huyện về thì đoàn xã cũng mạnh dạn tham mưu cho cấp ủy chính quyền ở địa phương để tổ chức triển khai thực hiện cái công trình thắp sáng đường quê tại xã. Bước đầu thì cũng gặp không ít khó khăn, ví dụ như kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện cái công trình này. Nhưng mà sau khi được sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền và tổ chức đoàn thanh niên làm công đóng góp cho cái công trình thắp sáng đường quê này được hoàn thiện, thì đến thời điểm bây giờ thì công trình đầu tiên của xã thì được thực hiện cái tại bản Con Nỏng, đường lên ủy ban nhân xã, thắp sáng 21 bóng đèn năng lượng mặt trời và tổng chiều dài là 0,74 km. Và sau khi thấy cái công trình ấy hiệu quả thì đến toàn xã bây giờ là đã nhân rộng được 15 trên 15 bản có công trình thắp sáng đường quê. Ông Vàng A Chu, bí thư chi bộ bản Pú Nen, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng chia sẻ. Điện thắp sáng đường quê ở bản ấy thì hiện nay là tổng là 9 bóng, bản là gót một ít, còn là xin về là tức là nhà nước có hỗ trợ là một nửa, còn là bản là một nửa. Khi có cái bóng thắp sáng này về thì là về cái đảm bảo an ninh trật tự thì cũng đảm bảo, bà con đi lại là rất là thuận tiện. Giờ đi ban đêm thì nó vẫn như là gần như là ban ngày luôn. Phong trào thắp sáng đường quê được bắt đầu từ công trình thanh niên của huyện đoàn Mường Ảng trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 và chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đó đến nay, công trình đã thắp sáng được thêm 7,3 km đường quê trên địa bàn các xã Mường Lạn, Ảng Tở, Xuân Lao và Ảng Cang. Thêm nhiều bản được chiếu sáng về đêm, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ngoài kinh phí đóng góp của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, thì để nhân rộng được mô hình này có sự đóng góp quan trọng của lực lượng đoàn viên thanh niên. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia lắp đặt hoàn thiện các cột đèn. Chị Ngô Thị Hải Yến, bí thư huyện đoàn Mường Ảng cho biết. Phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là triển khai các công trình thắp sáng đường quê, thì trong thời gian qua, thì đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động xã hội hóa các nguồn lực đóng góp ngoài công lao động để triển khai thực hiện các công trình thắp sáng đường quê. Thì qua các công trình này thì đã góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công trình sau khi hoàn thành đã làm thay đổi rõ nét đời sống sinh hoạt thường ngày của nhân dân. Với đèn đường chiếu sáng, buổi tối trẻ em vui chơi, nô đùa, nhân dân đi lại thuận tiện, góp phần giảm thiểu tình trạng tội phạm, tăng cường an ninh trật tự tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Nông dân huyện Mường Ảng đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh. Hội Nông dân huyện đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự tạo điều kiện của các cấp, các ngành nhằm huy động các nguồn lực để phục vụ công tác hội và hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân các cấp. Ban chấp hành Hội Nông dân huyện đã bám sát chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, huyện ủy Mường Ảng để triển khai các phong trào thi đua về phát triển kinh tế xã hội từ huyện đến các cơ sở.
Trong đó, hội đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững. Các cấp hội đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với phát triển kinh tế thị trường, sử dụng các loại cây con giống có năng suất cao, phù hợp với thổ nhưỡng và các điều kiện tự nhiên của địa phương, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi các cấp được các cơ sở hội đăng ký ngày càng tăng lên với nhiều mô hình điểm có hiệu quả. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Mường Ảng có trên 7.000 hội viên sinh hoạt ở 10 cơ sở hội. Có trên 800 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Những hộ kinh doanh khá giàu còn tạo công ăn việc làm cho nhiều hội viên khác, hướng dẫn kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt hoặc cho vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm số hộ gia đình hội viên nông dân trên địa bàn huyện. Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu tại từng cơ sở. Tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hoạt động của Hội Nông dân huyện đã đi vào chiều sâu, có chất lượng. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng tổ chức hội và các phong trào thi đua yêu nước của nông dân đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện. Hội đã phát huy được vai trò trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe công văn số 926 của Ủy ban Nhân dân huyện về việc không tụ tập xem bóng đá trong lúc đang thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Kính gửi các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các cơ quan trung ương tỉnh đóng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn. Thực hiện văn bản số 1728 ngày 9 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên về việc không tụ tập xem bóng đá trong lúc đang thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Có văn bản sau gửi kèm theo. Để đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu 1. Giao Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở cách ly, các cơ sở khám chữa bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 2. Giao Phòng Văn hóa Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông của huyện về nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 1728 ngày 9 tháng 6 năm 2021 và công điện số 838 ngày 7 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế. 3. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo tổ tự quản cộng đồng, lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh nói chung và hành vi tụ tập xem bóng đá nói riêng. Nhận được văn bản này, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đinh Văn Sơn đã ký. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hệ thống bảo hiểm xã hội luôn giữ vai trò là trụ cột bền vững nhất trong hệ thống an sinh xã hội. Phát triển bảo hiểm xã hội là tiền đề và điều kiện để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước được hoàn thiện, hướng tới mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã ban hành nghị quyết số 28 với mục tiêu đến năm 2021, 2025, 2030. Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội lần lượt đạt khoảng 35%, 45% và 60%. Và số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội lần lượt là 45%, 55% và 60%. Theo đó, để đạt được mục tiêu theo tinh thần của Nghị quyết 28, từ năm 2020, Chính phủ đã chọn tháng 5 hàng năm để triển khai tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm nay với chủ đề Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người, nhằm gửi tới thông điệp bảo hiểm xã hội là đầu tư cho tương lai, với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, gia tăng nhận thức và kiến thức của người dân về những giá trị và lợi ích mà bảo hiểm xã hội đem lại cho người tham gia,
nhằm khuyến khích vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Với ý nghĩa là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, bảo hiểm xã hội đem đến cho người dân quyền tiếp cận với các dịch vụ cơ bản trong cuộc sống. Khi tham gia bảo hiểm xã hội, mỗi cá nhân sẽ có được sự bảo vệ trong suốt cuộc đời của mình, đặc biệt là trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau, tai nạn, khi nghỉ hưu, v.v. Bởi vậy, mỗi cá nhân khi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội sẽ đồng nghĩa với việc đảm bảo cho mình và người thân trong gia đình một tương lai an toàn hơn. Bên cạnh chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc dành cho đối tượng là công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thì Đảng và Nhà nước còn có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên là lao động tự do đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân, được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Khi đủ điều kiện về tuổi và số năm đóng, người tham gia được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe. Khi qua đời, thân nhân được hưởng tiền tuất, tiền mai táng phí. Tham gia bảo hiểm xã hội ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Liên hệ số hotline 1900 9068 hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để được tư vấn, hỗ trợ. Vinh quang sau ngành bảo hiểm xã hội của ta, trên đường đi tới tương lai huy hoàng. Vinh quang sau ngành bảo hiểm xã hội của ta, sự sống dập trào như mùa xuân tới. Vinh quang sau ngành bảo hiểm xã hội của ta, bao ngày gian khó ta không sơn lòng. Ta yêu sao ngành bảo hiểm xã hội của ta, mang đến cho mọi người bao tiếng hát nụ cười, cho mỗi cuộc đời âm tình người thiết tha. Vinh quang tay một chặng đường, vượt lên gian khó đi xây tương lai. Ta đi trên chặng đường dài, theo lời Bác dạy vì tổ quốc mai sau. Vinh quang sau một chặng đường, niềm tin sáng sá bên nhau chung say. Ta đi theo đang chỉ đường, với những tâm lòng mang cả bốn mùa xuân, cho đất nước mình cùng hòa một tiếng ca. Vì một ngày mai trên đường ta đi tới. Và đến đây, chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng xin phép được khép lại. Chương trình được thực hiện bởi các phóng viên Nguyễn Hoàn, Anh Luân, Nguyễn Hưởng với sự tham gia của phát thanh viên Khánh Hòa. Chịu trách nhiệm nội dung, Giám đốc Phạm Văn Quyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.